Chào tất cả anh em nhé, Trung Văn Sơn đã có mặt tại triển lãm Bắc Ninh, một trong những người mà rất nổi tiếng này. Anh em chắc là quen thuộc trên kênh của Trung Văn Sơn rồi, Cường Chọc Linh Bình nhé. Hàng thì toàn hàng VIP, tiêu chí là cũng như anh Trương Phạm bên kia là hết hôm nay thì mai lại có hàng không lo. Đấy, Trương Phạm. Cứ việc kiếm tiền thì cái việc kiếm hàng để cho các úi dồi, cái phiếu đại biểu ác quá. Đấy, chào hai lúa nhá. Chào bà con, xin chào đấy. Khán giả của hai lúa thì một trong những người nổi tiếng rồi, anh đang sở hữu bộ ba cái mini đặc cấp tại Thanh Hóa chúng mình đó. Hai lúa chia sẻ thì anh em cái hàng đằng sau đấy toàn hàng VIP rồi. Đây là toàn là hàng VIP của Cường Chọc rồi. Mang Cường Chọc mang đến triển lãm. Cái tác phẩm đầu tiên đây là tác phẩm mà Trung Văn Sai cũng đã làm video trên kênh Trung Văn Sai rồi. Hàng VIP này. Đã quay lại chi tiết cho anh em xem. Có xi này mà sao Hùng ơi. Đó. Chú xi này ông Rinh về rồi nè. Qua ai đây? Cái hàng này hàng của hai lúa đúng hơn. Cường ơi, cung cấp lại số điện thoại cái nhỉ? Trên Facebook thì không thấy để mấy. Nói em có để số em là 091 091 2288 2288 581 581 nhá, đấy là số Cường Chọc Linh Bình. Anh em nào mà giá. Cảm thấy mà ưng một tác phẩm nó ra ép giá nhiệt tình rồi. Vì thực ra là thoải mái ép giá thôi. Cái giá mà Cường đưa ra chắc chắn là sẽ hợp lý cho anh em. Thì thực ra là một trong những người giao dịch hàng ngày, cũng như Trương Phạm kia thì anh em biết rồi. Anh em luôn săn hàng quý về để giao lưu cho. Hàng giả quá. Chết. Khế gần. Ít quá. Nhưng mà mình kiếm mấy cái ghế đặt xuống cho nó quê tiện nhỉ. Dạ. Quê to vậy này. Đúng quê đấy chưa? Quê... Hôm nay có rất nhiều đoàn nhá, đặc biệt là phái nữ cũng đã đi theo và ủng hộ các mạnh thường quân. Anh đã sắm được tác phẩm nào chưa anh? Chưa. Bộ ba này anh thích tác phẩm nào? Một tác phẩm si này, hai si, ba si này. Con trong này á? Đúng là mỗi người một gu đúng không? Thì có những cái hàng nhỏ nhỏ nhắn thì anh em mình đi chơi nữa tiện. Ở đây những tác phẩm mà có thể là đi chơi được rồi. Cường ơi, tác phẩm này giao lưu tại đây để bao nhiêu tiền nhỉ? Có để cho anh em nó ép giá. Giá anh em ơi, có số điện thoại thì nhá. Cường cũng không ngại báo giá đây thì anh em có thể alo trực tiếp đi. Thì cái giá nó ép nó cụ thể, nó nhiệt tình, nó ok hơn. Đây chung một sao hôm nay là cố gắng là ghi lại những tác phẩm này. Đó, bác nào có duyên thì sẽ sở hữu được thôi. Đấy. Con này búp đỏ hay búp hồng đây? Búp đỏ xịn. Có rất nhiều anh em yêu cây cảnh hội tụ tại đây rồi. Nước hàng chợ cho anh em có thể là sắp xếp cái thời gian rảnh rỗi ta về nhé, trực tiếp hàng chợ hôm nay thì quá đỉnh rồi.
những cái phôi Nam Điền. Hàng cũng có tuổi rồi. À, nhìn thấy một cái hàng nó cũng đó. Alo. Rồi. Ai về? À không ấy. Ờ rồi 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 rồi. Rồi rồi rồi. Đang gọi thì có khách gọi hàng, để mình alo một chút nhé. Đang đâu bà? Chờ chứ, nhà con Hồng ở chỗ trên chỗ quán Hồng con ông ấy đây. Ông Hoàng ấy xe máy này. Ờ, có thằng ấy đây, thằng Lai ấy. Chờ nó bình ga nó gấp nhé. Rồi nhé anh em nhé, vừa rồi là bận một chút công việc, ta tiếp tục. Đẹp quá. Hôm nay chắc chắn là sẽ có rất nhiều cuộc giao dịch kìa, sẽ được diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh nhé. Hàng chợ nhưng mà rất là phong phú. Mụt về. Lâu lắm rồi. Đẹp quá. Năm rồi. Chào anh ra. Con này con gì đây nhìn giống dâm bụt thế nhỉ? Đúng dâm bụt luôn này. Nhìn đẳng cấp nhỉ? Đó là dâm bụt. Dâm bụt nó như thế. Nó phải dòng dâm bụt của Thái, dòng dâm bụt đấy không? Chủ của này. Đấy. Con này nhiều tiền không? Con này 12 triệu. 12 triệu này. Đây này. À, con này nó có hoa thì anh em sẽ thấy rõ hơn. Đấy, một trong những con dâm bụt đẹp luôn. Dâm bụt pháo. Xanh Nam Điền. Bao nhiêu anh thế? Cái xanh này là 38 triệu. 38 triệu. Cái này chắc nhiều tiền rồi anh đúng không? Dạ vâng. Bao nhiêu tiền này? Cái đấy là 65 triệu. Bây giờ nổ hộ số điện thoại cái. Số điện thoại của em là nhà vườn Tuấn Nguyễn Quang Sang. Số điện thoại là 0904 838862. 0904 838883 88 62 62 nhá. Anh em nào mà thích tác phẩm dâm bụt này cũng như là
một số tác phẩm của gian hàng này thì anh em cứ alo trực tiếp nhé. À, vẫn tiêu chí là tại ép giá nhiệt tình mà. Đấy, cái giá thì cũng có khó rồi, nhưng mà thực ra là tác phẩm dâm bụt này rất là hiếm, đẹp, không hàng VIP. Không ít gặp rồi. Đúng rồi. Không là quá hiếm luôn, em cái thằng này gọi là cũng lăn lộn nhiều. Nhưng mình mà đứng từ nãy giờ đang lăn khoăn là có phải dâm bụt không? Mỗi cái chậu, cái form chậu nó chưa được hợp. Rồi, đây ok. Là đẹp á. Cái này là trồng ở chậu màu sục. Đúng rồi. Đẹp, con này dễ dễ bay lắm. Đúng rồi. Cổ van nó hàng đinh đinh kia nhưng mà bé hơn một xíu. Đúng rồi. Đây, lướt một vòng nha anh em nha. Đấy, rất nhiều tác phẩm đẹp. Quý ơi. Quý ơi. Lần này mình mang đến cũng phong phú đấy nhỉ. Quý ơi. Đừng có nói bắt tay đây là ai dâm bụt, dâm bụt đấy kìa. Bỏ lại chương đi bắt tay đó này. Ở mãi chủ nhân này là nhận được cái bắt tay cái mà bonsai chính hiệu. Nhanh. Thôi, ok.